Dựa trên Dương Dương tái hợp với Tình Tiên Đồn trong phim mới nhưng không phải địch lại Nhật Ba. Một blogger xứ Trung bất ngờ tung tin Dương Dương tái hợp với Tình Tiên Đồn trong dự án phim Poker. Vừa qua cộng đồng mạng được fan hết sức hốt hoảng khi trên mạng bất ngờ lan truyền tin đồn Dương Dương hợp tác với Tiểu Hoa 85 Tống Thiến và Thiên Vương Lưu Đức Hoa trong bộ phim Poker. Đa số cư dân mạng và đặc biệt là người hâm mộ Dương Dương đều có chung một phản ứng, đó là không tin xưa, khẳng định tin đồn sẽ mãi chỉ là tin đồn, không có khả năng thành sự thật. Lý do có liên quan tới mối quan hệ phức tạp của Dương Dương và Tống Thiến. Trước đây, giới truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ cặp đôi này đang hẹn hò, thậm chí có paparazzi còn chụp được ảnh hai diễn viên vào khách sạn với nhau. Được biết thời điểm đó Dương Dương và Tống Thiến đều chung một công ty quản lý, còn từng nên xuyên trong một dự án phim Kiển Trấn Kỳ Duyên. Thế nên khó tránh khỏi việc dân tình nảy sinh nghi ngờ về chuyện hai người phim giả tình thật, còn fan nhà trai nhà gái thì cãi nhau căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Tuy nhiên phía quản lý của Dương Dương và Tống Thiến cũng đã nhanh chóng lên bài đính chính phủ nhận việc hai diễn viên đang hẹn hò. Đồng thời cho biết ngôi sao Tranh Thiên Hạ và Tống Thiến chỉ coi nhau như đồng nghiệp mà thôi. Dương Dương vốn là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, mặc dù anh vướng không ít tin đồn hẹn hò với bạn diễn như Địch Lệ Nhật Ba hay Triệu Lộ Tư, nhưng thực tế cũng không có bằng chứng cụ thể mà chỉ là suy đoán từ dân tình. Cho đến bây giờ người duy nhất mà nam diễn viên chịu thừa nhận công khai mối quan hệ yêu đương đó là Lý Thấm. Được biết mỹ nhân Khánh Dư Niên và Dương Dương từng yêu nhau thời niên thiếu, sau khi đóng chung Tân Hồng Lâu Mộng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.